Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 186. Tới cửa. Tô Minh Phong lảo đảo bước ra khỏi Duệ Vương phủ, như thể vừa trải qua một cú sốc lớn, thậm chí dường như đang lơ lửng. Thẩm Diệu vốn định nói vài lời với Tạ Cảnh Hành, nhưng hắn đã nhanh chóng trở lại vẻ hờ hững thường ngày, mỉm cười bảo nàng nên sớm về nghỉ ngơi hiển nhiên hắn không muốn nhắc lại chuyện này thẩm diệu đành phải nghe theo có những người thích chia sẻ nỗi đau của mình để tìm kiếm sự đồng cảm nhưng đối với những nỗi đau thực sự sâu sắc họ thường không muốn nhắc lại vì mỗi lần hồi tưởng lại là một lần tự đâm dao vào lòng mình tạ cảnh hành cũng vậy hắn không thích bộc lộ điểm yếu trước người khác vì thế trong mắt người ngoài hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ và không gì có thể làm hắn khuất phục nhưng thẩm diệu hiểu rằng ẩn sau câu nói minh tề đối với ta không có dưỡng dục chỉ có xóa bỏ là một nỗi đau không lời khi trở lại thẩm phủ thẩm diệu vẫn không ngừng suy nghĩ về điều này câu nói của tạ cảnh hành khiến nàng liên tưởng đến những sự kiện trong kiếp trước trong kiếp trước lâm an hầu phủ cuối cùng vẫn bị diệt vong tạ đình và tạ cảnh hành đều chết chặn tuy nhiên tạ trường chiêu và tạ trường vũ lại thăng quan tiến chức phương thị cũng nhờ đó mà thăng tiến. Ở kiếp này, mặc dù tạ gia đã mất ba người con trai, nhưng tạ đỉnh vẫn còn sống, điều này đồng nghĩa với việc lâm an hầu phủ chưa hoàn toàn sụp đổ. Nếu tạ đỉnh có thể tái giá và sinh thêm con, lâm an hầu phủ vẫn có thể tiếp tục. Kiếp trước và kiếp này có gì khác nhau? Sự khác biệt có vẻ bắt đầu từ hai năm trước. Trong kiếp trước, tạ cảnh hành không xuất trinh Bắc Cương sớm như vậy. Việc này dẫn đến một loạt sự thay đổi. Có thể sự thay đổi này là do chính bản thân nàng. Nhưng Minh Tề đã đóng vai trò gì trong chuyện này? Trong kiếp trước, Thẩm Diệu từng nghi ngờ rằng Hoàng gia có nhung tay vào việc tiêu diệt tạ gia, nhưng nàng không dám điều tra sâu hơn. Dù tạ gia phụ tử có vô tình đến đâu, họ cũng không bao giờ bất chung với Minh Tề. Việc Hoàng gia cố tình tiêu diệt họ chỉ vì đề phòng quyền lực quá lớn là điều không thể chấp nhận được. Nếu giả thiết rằng hoàng gia đã nhắm vào lâm an hầu phủ từ đầu, thì việc tạ cảnh hành chủ động xuất trinh hai năm trước không phải là hành động ngẫu nhiên, mà là cách duy nhất để bảo vệ lâm an hầu phủ. Những suy nghĩ này khiến thẩm diệu càng muốn tìm cơ hội hỏi rõ tạ cảnh hành. Kiếp trước, nàng không muốn điều tra, nhưng ở kiếp này, sự tò mò và cảm giác trách nhiệm khiến nàng muốn tìm hiểu rõ hơn. Đêm đó, trong khi thẩm diệu đang suy nghĩ, Tô Minh Phong lại bị dày vò bởi những gì đã xảy ra. Trong khi đó, tại định vương phủ, Phó Tu Nghi cũng không có giấc ngủ yên bình. Phó Tu Nghi ngồi ngay ngắn trên cao, lắng nghe báo cáo từ thuộc hạ, rồi chậm rãi hỏi, Tô Minh Phong đã đến duệ vương phủ. Thuộc hạ đáp, đúng vậy, sau khi ra khỏi đó, bình nam bá thế tử trông như bị kích thích mạnh, hồn ví lên mây. Phó Tu Nghi phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui ra một phụ tá tiến lên hỏi tại sao bình nam bá thế tử lại đến duệ vương phủ vào giữa đêm có phải giữa họ có mối liên hệ nào đó bình nam bá phủ đã rời khỏi quan trường duệ vương nếu muốn tìm đối tác chắc chắn không phải là hắn phó tu nghi cười lạnh ánh mắt lạnh lùng tô gia từng là một quân cờ tốt nếu không vì tô minh phong đột nhiên mắc bệnh nặng và tô gia lui ra khỏi quan trường họ đã không rơi vào tình cảnh này nhưng cũng nhờ vậy mà Tô Gia tránh được một kiếp nạn. Phụ tá nghi ngờ hỏi, nhưng tại sao Tô Minh Phong lại đột nhiên mắc bệnh nặng? Có phải có ẩn khúc gì đó? Phó tu nghi đáp, Tô Minh Phong và Tạ Cảnh Hành là bạn thân. Việc Tô Gia đột ngột lui ra khỏi quan trường chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn có người đã nhắc nhở họ, và người đó không ai khác ngoài Tạ Cảnh Hành. Phụ tá tiếp tục hỏi, nhưng tại sao lại là tạ cảnh hành, chứ không phải tạ đỉnh? Tạ đỉnh tự thân khó bảo toàn, Phó Tu Nghi nhấp một ngụm trà, tạ đỉnh tự cao tự đại, nhiều lần làm càn trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng đã sớm có ý định trừ khử hắn. Nếu tạ đỉnh thông minh hơn, sẽ biết cách giữ mình. Nhưng hãy nhìn xem, tại Định Kinh, hắn chưa từng thu lại. Đúng là tạ cảnh hành, Phó Tu Nghi nheo mắt, không thể khinh thường tạ cảnh hành không phải cũng là kẻ làm việc kiêu căng ngạo mạn sao? Phụ tá nói, định kinh thành ai mà không biết đến tạ tiểu hầu ra, một kẻ gan lớn, chẳng biết sợ ai. Đúng, nhưng người đừng quên một điều, Phó Tu Nghi trả lời, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng tham gia vào sĩ tộc. Mọi người đều nói tạ cảnh hành vì tạ đỉnh mà không tham gia sĩ tộc, cố ý để lỡ cơ hội cho bản thân. Nhưng ta không nghĩ vậy. Hãy nhớ lại, tại kim cúc yến tạ cảnh hành một mình đối phó hai vị thứ đệ thể hiện tài năng võ lược khiến ai cũng phải kính phục hắn có tài năng phi thường nhưng lại không muốn bộc lộ đây gọi là gì đó gọi là ẩn mình chờ thời tạ đỉnh sống bao nhiêu năm tạ cảnh hành lại sống bao nhiêu năm tạ đỉnh sống cả đời vẫn bị phú quý làm mờ mắt trong khi tạ cảnh hành còn trẻ nhưng lại biết tỉnh táo nhìn nhận thời thế Tạ cảnh hành mới chính là kẻ đáng sợ nhất của Lâm An hầu phủ. Vì vậy, người nhắc nhở Tô gia không phải Tạ đỉnh, mà là Tạ cảnh hành. Phụ tá nhìn Phó Tu Nghi, điện hạ có phải đang đánh giá quá cao Tạ cảnh hành? Dù hắn có nhắc nhở Tô gia, điều đó cũng không chứng minh được gì. Không chứng minh được gì? Phó Tu Nghi nhìn hắn, hỏi lại, vậy còn Tạ gia quân thì sao? Tạ gia quân? Phụ tá nghi hoặc lập tức hiểu ra khiếp sợ nhìn phó tu nghi điện hạ có ý là nói chung lâm an hầu phủ đáng sợ nhất không phải tạ đỉnh mà là tạ cảnh hành phó tu nghi nói người này khi còn trẻ đã có đủ dã tâm và đầu óc nếu được giao quyền lực định kinh chỉ sợ sẽ thay đổi có hắn lâm an hầu phủ mãi mãi là mối đe dọa may mắn là tạ cảnh hành đã chết phụ tá thở phào bây giờ lâm an hầu phủ cũng không còn gây ra sóng gió gì nữa đúng vậy phó tu nghi nói đối với kẻ địch nguy hiểm luôn phải tiêu diệt khi chúng chưa trưởng thành nhưng điều ta tò mò là tại sao tô minh phong lại dính líu tới duệ vương không chỉ vậy phụ tá tiếp lời vinh tín công chúa cũng đang điều tra duệ vương tô minh phong thậm chí còn giám sát thẩm ngũ tiểu thư vinh tín công chúa cũng vậy tô minh phong duệ vương vinh tín công chúa thẩm diệu phó tu nghi nói những người này chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt đặc biệt là thẩm diệu và duệ vương giờ lại được phụ hoàng ban hôn phụ hoàng không bao giờ chắp tay dâng thứ của mình cho người khác thẩm gia đã thuộc về phụ hoàng ngài sẽ không dễ dàng gả thẩm diệu cho duệ vương điều này rõ ràng không có lợi cho minh tề điện hạ có ý là phụ tá trầm ngâm hôn sự này nhất định là do Duệ Vương chủ động. Hắn chắc chắn đã dùng cách gì đó để Phụ Hoàng không thể không đồng ý. Phó Tu Nghi cười quỷ dị, thật kỳ lạ, trước đây ta nghi ngờ giữa Duệ Vương và Thẩm Diệu có quan hệ đặc biệt, nhưng lại nghĩ Duệ Vương không phải là người sẽ vì nữ nhân mà thay đổi đại cục. Nhưng bây giờ có vẻ như ta đã sai, Duệ Vương thực sự có tình cảm đặc biệt với Thẩm Diệu, nên mới phải nhọc công như vậy để có được một thánh chỉ thế gian không có gì tự nhiên xảy ra. Tô Minh Phong và Vinh Tín công chúa cả đời chưa rời khỏi định kinh, không thể nào quen biết Duệ Vương. Nhưng thái độ của họ với Duệ Vương lại có vẻ rất quen thuộc. Duệ Vương và Thẩm Diệu chỉ gặp nhau vài lần, sao lại vì nàng mà làm đến mức này? Có thể nào, Duệ Vương đã từng đến Minh Tề trước đây? Phụ tá biến sắc, điện hạ, ý ngài là, Duệ Vương đã từng đến Định Kinh trước đây? gặp gỡ họ thậm chí có giao tình nếu đến công khai thì không thể nhưng có thể chúng ta đều bị lừa hoặc duệ vương từ đầu đã sống ở định kinh dưới thân phận người minh tề bằng không tại sao hắn lại đeo mặt nạ nghe nói hoàng thất đại lương ai cũng có dung mạo đẹp kinh người tại sao duệ vương không dám lộ mặt ta nghĩ gương mặt hắn chắc chắn chúng ta đều nhận ra phụ tá trầm mặc bị chấn động bởi suy nghĩ này phó tu nghi lại cười đây chỉ là suy đoán của ta hiện tại chưa thể chắc chắn nhưng ta đã phái người tiếp tục theo dõi hiện tại ta càng thêm tò mò về bí mật của duệ vương hắn dừng lại một lúc đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi bùi lang bây giờ thế nào phụ tá ngẩn ra hồi tưởng một chút nói vẫn chưa chịu khai phó tu nghi cười tiếp tục đi đừng để hắn chết là được hắn lại nói Thẩm gia tìm được những người này, ai cũng cứng đầu, thật khiến người khác phải khâm phục. Phụ tá nghe mà lạnh người, nhưng không dám nói gì, chỉ cung kính lui ra. Mấy ngày nữa trôi qua, người Thẩm gia cuối cùng cũng chấp nhận thực tế rằng Thẩm Diệu sắp gả cho Duệ Vương. Khi sự đã định, thiếp cưới cũng đã gửi, xính lễ cũng đã nhận, nhà gái phải tỏ ra coi trọng hôn sự này. Dù thẩm tín và la tuyết nhạn không đồng ý với cuộc hôn nhân này, nhưng nếu không chuẩn bị chu đáo, người ngoài sẽ nghĩ họ không coi trọng thẩm diệu. Vì vậy, thẩm tín và la tuyết nhạn cố gắng chuẩn bị của hồi môn cho thẩm diệu, nhưng số xính lễ mà Duệ Vương gửi tới thực sự là quá lớn, khiến việc chuẩn bị của hồi môn trở nên khó khăn. Thẩm tín và la tuyết nhạn xuất thân võ tướng, từ nhỏ đã lập được nhiều công trạng, nhận được không ít ban thưởng họ hầu như không động đến những phần thường đó, để dành cho thẩm diệu và thẩm khâu, cũng coi như là xa hoa. Nhưng sau hai năm ở Tiểu Xuân Thành, thẩm gia đã chi tiêu không ít cho La Gia Quân, khiến gia sản không còn giàu có như trước. Và trách cũng chỉ có thể trách vào sính lễ của Duệ Vương, cho dù thẩm gia có thời kỳ cường thịnh, cũng khó lòng sánh bằng. Trước đây thẩm khâu nghĩ rằng Duệ Vương chỉ đang khoác lác, vì sính lễ này đủ để cưới 10 người con dâu từ các gia đình danh giá. Có lẽ Duệ Vương đang đùa cợt với thẩm gia, nhưng ngày hôm sau, thiết y đã mang lệnh của Duệ Vương đến tặng hai vị kim nhạn, khiến thẩm khâu suýt chút nữa ngã ngửa. Đây là những vật phẩm mà Thái Hậu cũng muốn cất giữ, vậy mà Duệ Vương lại dễ dàng đưa vào sính lễ, như thể không đáng gì. Từ đó, tất cả mọi người đều tin rằng Đại Lương thật sự giàu có và rợi vương quả thực tiêu tiền như nước. Xính lễ này không phải là trò đùa, và việc chuẩn bị của hồi môn cho thẩm diệu trở thành một vấn đề lớn. Thẩm khâu chủ động muốn dùng tiền mình dành dụng để cưới vợ đưa cho thẩm diệu, nói, người nghèo không thể để chí ngắn, không thể để của hồi môn của muội muội kém xa xính lễ của rợi vương. Nếu đến đại lương, chúng ta không thể để muội muội bị xem thường. Thẩm gia cô nương phải được đối xử tốt nhất, không thể để xính lễ vượt trội mà của hồi môn lại kém cỏi. Ta có vài món đồ cổ và trang trí, có thể cùng nhau gom góp. Chúng ta tuy nghèo nhưng không thể mất mặt. Thẩm tín rất tán thành. Thẩm diệu. Thẩm gia tại định kinh tuy không phải là giàu có nhất nhưng cũng không đến mức nghèo khổ như thẩm khâu nói. Việc bán đồ trang trí trong nhà để gom góp của hồi môn nghe có vẻ buồn cười. Bởi vì đã đến cuối năm, Định Kinh Thành trở nên yên tĩnh hơn, và hôn sự của Thẩm Diệu do Văn Huệ Đế đích thân ban chỉ. Có lẽ biết Thẩm gia không hài lòng với hôn sự này, Văn Huệ Đế đã đặc biệt cho Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nghỉ một thời gian để ở bên Thẩm Diệu cho đến khi hôn sự hoàn tất. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn, dù không có lệnh của hoàng đế, cũng đã tập trung toàn bộ tâm trí vào Thẩm Diệu, rất vui vẻ và thoải mái. Thẩm Khâu và La Lăng làm việc tại quân bộ. Vào cuối năm cũng gần như xong việc, nên họ đều ở nhà, giúp La Tuyết nhạn chuẩn bị Tết hoặc giúp Thẩm Diệu. Toàn gia đình đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, đầu bếp vừa làm xong món điểm tâm, lò than trong phòng cháy rực rỡ. La Đàm cười nhìn Thẩm Diệu, tiểu biểu muội, qua niên quan, quan ngươi liền xuất giá, tuy rằng không kịp theo của hồi môn, nhưng ngươi cũng nên chuẩn bị cho mình. Sáng mai để các tú nương đến đo tư thế của ngươi, làm cho kịp giá y. Minh tề nữ nhi xuất giá thường tự mình theo giá y. Nếu đính hôn sớm, họ sẽ bắt đầu theo vài năm trước. Đính hôn muộn, họ có thể tự theo vài họa tiết tượng trưng. Như vậy mới có ý nghĩa hòa hợp mỹ mãn. Ban đầu, hôn sự của thẩm diệu không vội, dự định tìm đối tượng thích hợp sau liên quan. Khi đó thẩm diệu bắt đầu theo giá y là vừa. Ai ngờ văn huệ đế đột nhiên ban thánh chỉ, làm mọi thứ đảo lộn thầm rượu tự theo giá y là không thể nên phải chuẩn bị sớm. La Tuyết nhạn vỗ đầu nói mấy ngày nay ta bận rộn quên mất chuyện này. Đàm Nhi nói đúng phải bắt đầu chuẩn bị giá y cho Kiều Kiều. Ta không quen biết tú nương tại Định Kinh sẽ hỏi thăm phu nhân nào biết rõ. Giá y của Kiều Kiều không thể qua loa. Nói xong bà nhìn thầm rượu cười nói Kiều Kiều thân hình thon thả mặc giá y chắc chắn đẹp mắt. Nghe vậy, Thẩm Diệu nhớ lại câu nói của Tạ Cảnh Hành khi kéo nàng vào lòng, ôm một hồi liền biết. Mặt nàng không khỏi nóng lên. Thẩm Khâu hỏi: "Muội muội, mặt ngươi sao đỏ thế? Có cần gọi đại phu không?" La Lăng cúi đầu, không nói gì. La Đàm đang vui vẻ nói chuyện với La Tuyết Nhạn về việc thêu hoa trên giá y, thì gã sai vặt vội vàng chạy vào, nói: "Phu nhân, lão gia, ngoài cửa có người cầu kiến." không phải đã nói mấy ngày nay không tiếp khách sao? Tại sao không chặn lại? Thẩm tín không vui nói. Ông muốn tận hưởng thời gian ít ỏi còn lại với thẩm diệu, nên không muốn tiếp khách. Gã sai vặt gần như khóc, là đại lương duệ vương điện hạ. Là đàm chố mắt, thẩm khâu hự một tiếng đứng dậy, giận dữ hỏi, hắn đến làm gì? Gã sai vặt, chuyện này. Tiểu nhân không dám hỏi. Lời còn chưa dứt, Giọng trầm thấp dễ nghe vang lên từ phía sau tiểu tư. Đưa giá y. Từ phía sau bước ra một bóng dáng cao lớn thẳng tắp, bọn sai vặt của Thẩm gia không phải kém cỏi, nhưng so với người này, họ ngay lập tức trở nên mờ nhạt. Trong trang phục tử kim lưu bào, hắn nở nụ cười ngạo mạn nhưng không làm người khác khó chịu, mang mặt nạ bạc lấp lánh ánh sáng lạnh, tạo nên vẻ thâm trầm. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng đường nét của hắn rất đẹp đi từng bước nhẹ nhàng, tao nhã và lười biếng cao quý, nhưng lại không che giấu sự cường thế. Hắn nói, Duệ Vương. Cách tự giới thiệu cũng đầy kiêu ngạo. Thẩm khâu suýt nữa rút kiếm ra, đập bàn một cái, điểm tâm trên bàn rung lên. Hắn hỏi, ngươi chính là Duệ Vương. Duệ Vương gật đầu. Ngươi tại sao muốn cưới muội muội ta? Ngươi có âm mưu gì? Thẩm khâu quát, La đàm suýt rớt cằm, thẩm khâu đối với duệ vương báo địch ý quá lớn. Tuy rằng trong lòng mọi người đều nghĩ vậy, nhưng hỏi thẳng trước mặt như vậy có phải quá thất lễ không? Kiều kiều ôn nhu hiểu chuyện, đoan trang tự nhiên, ta quý mến đã lâu, hân hoan cầu cưới, may mà hoàng ân sâu đậm, may mắn không làm nhục mệnh. Tạ cảnh hành từ tốn, mỉm cười nói. Thẩm diệu không nhịn được dùng mình. Tạ cảnh hành dùng giọng điệu ôn nhu như vậy để nói chuyện, thật sự là không quen. Phải biết rằng khi họ mới gặp nhau, tạ cảnh hành luôn dùng ánh mắt lạnh lùng, trào phúng khi nhìn nàng. Thẩm tín và thẩm khâu nhất thời giận tím mặt. Những lời này của Duệ Vương nghe qua như đang ca ngợi thẩm diệu và tỏ lòng quý mến, nhưng càng về sau lại mang ý vị không phải. Cái gì gọi là hoàng ân sâu đậm? Cái gì gọi là may mắn không làm nhục mệnh? Người ngoài không biết, nhưng họ thì rõ ràng duệ vương đã buộc văn huệ đế hạ chỉ ép hoàng ân xuống may mắn không làm nhục mệnh không biết là ai đang gánh chịu mệnh đó thẩm khâu và thẩm tín như hai ngọn pháo sắp nổ chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng lên duệ vương đã làm những chuyện tồi tệ giờ lại đến đây giả vờ tốt đẹp nhưng ánh mắt của la tuyết nhạn lại nhu hòa hơn phụ nữ nhìn đàn ông khác với đàn ông nhìn đàn ông phụ nữ chú ý đến những chi tiết nhỏ duệ vương không dùng bản vương mà là ta xưng hô thẩm diệu không dùng thẩm ngũ tiểu thư mà là kiều kiều nếu chỉ đơn thuần lợi dụng thẩm ra duệ vương đã đạt được mục đích không cần phải làm thế này dù là chân tâm hay diễn kịch chỉ cần chịu tốn tâm tư đã là tốt rồi phó tu nghi trước đây thẩm diệu luyến mộ hắn nhưng hắn chỉ trêu đùa không tốn tâm tư Thẩm gia không muốn thẩm diệu cùng phó tu nghi không chỉ vì thân phận của hắn, mà còn vì hắn không yêu thẩm diệu. Nếu yêu ai, sẽ tốn tâm tư vì người đó. La tuyết nhạn nhìn Duệ vương, thấy hắn chịu tốn tâm tư, đã tốt hơn so với dự kiến. Huống chi, về mặt khí chất, Duệ vương rất khó khiến người ta sinh ác cảm. So với phó tu nghi khéo léo, Duệ vương dù làm càn lời biếng nhưng lại thật tình tính tình thật xuất từ hoàng gia càng đáng quý la tuyết nhạn hy vọng thẩm diệu có chồng không giả tạo nàng nói duệ vương điện hạ ta tên uyên tự cảnh hành duệ vương nói phu nhân có thể gọi ta là cảnh hành thẩm diệu suýt chút nữa bị trà sặc la tuyết nhạn có chút bất ngờ hoàng thất người rất chú ý quy củ chính là thân huynh đệ cũng phải tuân thủ đại lương người tại minh tề là khách quý, đặc biệt là duệ vương không ngờ lại tự giới thiệu thân mật như vậy, khiến người ta xưng tự là quan hệ vô cùng tốt mới làm. La tuyết nhạn nhìn duệ vương ánh mắt càng nhu hòa, nói cảnh hành, ngươi ngồi trước đi. rồi phân phó kinh chập dâng trà. thẩm khâu và thẩm tín nhất thời kinh ngạc nhìn la tuyết nhạn, không hiểu tại sao nàng lại đối tốt với duệ vương như vậy. la lăng nhìn thấy cũng có chút đánh giá. Cảnh hành, La Đàm đột nhiên nói, đó không phải là tên của Lâm An Hầu Phủ Thế Tử sao? Thẩm Diệu bưng chén trà, trong lòng có chút vô lực. Tạ cảnh hành thật sự gan to bằng trời. Dám tự giới thiệu ở đây. Hắn có phải nghĩ rằng Tô Minh Phong và Minh An công chúa đã biết thân phận thật, nên không cần giấu nữa. Thẩm khâu giận dữ, thấy La Tuyết Nhạn nhường chỗ cho Duệ Vương và bảo dâng trà, vốn đã không vui nghe la đàm nói hắn liền lên tiếng không tệ duệ vương nhất định không biết lâm an hầu phủ thế tử là ai chứ duệ vương quay đầu nhìn hắn ồ đó là ai hắn cũng tên là tạ cảnh hành là lâm an hầu phủ lâm an hầu đích trường tử người ta nói nam tạ bắc thẩm tạ gia có thể cùng thẩm gia nổi danh võ tướng thế gia tạ cảnh hành là tạ gia tiểu hầu gia một thiếu niên anh tài Văn Thao vũ lực vô song, dung mạo tuấn mỹ. Mọi người đều kính ngưỡng hắn. Thẩm Khâu thở dài, đáng tiếc thiên đấu kỳ anh tài, hắn đã ngã xuống tại Bắc Cương chiến trường. Hắn khiêu khích nhìn Duệ Vương, không biết Duệ Vương điện hạ cùng người như vậy cảm thấy thế nào. Vì anh tài vô song đó, ngài có mấy phần thắng. Thẩm Diệu. Nghe Thẩm Thiếu nói, tựa như rất ngưỡng mộ vị Tạ tiểu hầu gia. Duệ vương ung dung hỏi. Đó là đương nhiên. Thẩm khâu nói lớn, không để ý đến la tuyết nhạn liên tục nháy mắt, còn thấy thẩm tín cổ vũ. Tiếp tục, hắn là anh hùng trong lòng ta, không ai có thể thay thế. Thẩm diệu đỡ chán. Nếu có thể, nàng thật sự muốn giả vờ không quen biết thẩm khâu. Lại nhìn tạ cảnh hành. Nhất định trong lòng hắn đang rất thoải mái. 187. Giá y thẩm khâu ngay trước mặt duệ vương đã mạnh mẽ ca ngợi tạ cảnh hành người bình thường bị so sánh và chỉ trích như vậy chắc chắn sẽ không vui vẻ tuy nhiên duệ vương với chiếc mặt nạ che khuất sắc mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng giọng nói ôn hòa hữu lễ quan trọng nhất ánh mắt của hắn không thể giấu đi cảm xúc và trong đó còn có chút sung sướng sung sướng thẩm khâu nói đến khô cả miệng nhưng không thấy duệ vương lúng túng mà ngược lại còn tán thành nói như vậy, xác thực là đáng tiếc. Thẩm khâu cảm thấy ủ rũ, nhưng lòng cảnh giác với Duệ Vương lại càng tăng lên. La tuyết nhạn thì rất hài lòng. Bà không thể so sánh với tính trẻ con của Thẩm khâu hay cách nhìn khắt khe của Thẩm tín. Thời gian ngắn ở cùng Duệ Vương đã khiến bà cảm thấy hắn khá ổn. Nhìn tuấn tú nhã nhặn, nhưng lời nói không làm bộ làm tịch, mang chút hào khí tàn mạn, làm người ta dễ sinh hào cảm người ta nói cha mẹ vợ càng xem càng thấy hài lòng duệ vương trong mắt la tuyết nhạn đã rút lên thứ nhất hắn so với tô minh phong thận trọng so với thái tử ngay thẳng so với phùng tử hiền đại khí so với la lăng la lăng là người nhà không cần nhắc tới không chỉ la tuyết nhạn hài lòng mà la đàm cũng rất hài lòng với người em rể này bà tò mò hỏi rất nhiều về đại lương duệ vương cũng kiên nhẫn trả lời trước đó la đàm đã ghi nhớ ơn cứu mạng của duệ vương đối với thẩm diệu giờ càng thấy duệ vương xứng đáng với thẩm diệu bà nói ta thấy muội phu và tiểu biểu muội rất xứng đôi tiểu biểu muội tính tình như vậy phải có người như muội phu mới che được khi muội phu hai chữ vừa ra khỏi miệng cả phòng đều im lặng dù sao duệ vương cũng là hoàng thân quốc thích còn la đàm không có thân phận cao quý la đàm bản tính thẳng thắn không nhận ra mình nói gì, la tuyết nhạn và thẩm tín thì nhìn về phía Duệ Vương để xem phản ứng. Duệ Vương mỉm cười, biết nghe lời phải, đa tạ biểu tỷ yêu ái. Thẩm khâu tức giận nói, ai là biểu tỷ của ngươi? Đừng gọi lung tung. La đàm lườm hắn một cái, cười nói, khâu ca ca ngươi nói gì vậy? Ta tuổi nhỏ hơn ngươi, ngươi gọi biểu tỷ ta nghe lạ lắm, ngươi gọi ta là biểu muội đi thẩm khâu giận dữ nhìn chằm chằm duệ vương cảm thấy hắn chỉ dựa vào vẻ ngoài hòa nhã mà chiếm được tình cảm của các nữ nhân trong nhà la tuyết nhạn và la đàm đều dễ bị hắn lừa la lăng nhìn cảnh hỗn loạn cảm thấy buồn cười nhưng rồi cũng không cười nổi nữa mang theo vẻ cay đắng nhìn thẩm diệu thẩm diệu nghĩ về lời của la đàm trong lòng có chút khó tin la đàm có vẻ sai lầm khi nghĩ rằng tạ cảnh hành là người tốt tính không biết La Đàm có thấy cảnh tạ cảnh hành giết người không, chắc hẳn sẽ không nói ra lời đó nữa. Thẩm tín thấy La Tuyết Nhạn và Duệ Vương càng trò chuyện càng thân thiết, trong lòng cũng không vui. Ông cố ý ho khan hai tiếng, mạnh mẽ cắt ngang cuộc trò chuyện, hỏi, ngươi không phải nói đến đưa giá y sao? Làm sao, cảm thấy trà nhà chúng ta ngon, cố ý đến uống trà sao? La Tuyết Nhạn nghe ông nói khó nghe, trừng mắt nhìn thẩm tín, quay lại nhẹ nhàng nói với Duệ Vương, cảnh hành, ngươi hôm nay cố ý đến đưa giá y cho Kiều Kiều sao? Tứ hôn thánh chỉ đến vội, ta biết Kiều Kiều không có thời gian tự theo giá y. Lúc trước khi đến định kinh, Hoàng Huynh đã bảo ta mang theo đại lương tú nương tốt nhất. Nếu gặp cô nương yêu dấu, cưới nàng về, muốn tặng nàng một chiếc giá y đẹp nhất. Giá y đã làm ba tháng, bây giờ mang đến để phu nhân xem qua. Ba tháng thẩm diệu sững sờ, nhớ lại tạ cảnh hành ôm nàng và nói muốn tùy cơ ứng biến. Nhưng giá y này đã làm từ ba tháng trước, khi đó hắn đã biết nàng vóc người nhỏ bé, không cần làm điều thừa. Quả nhiên hắn nói dối, chiếm tiện nghi của nàng. Nghĩ đến đây, thẩm diệu tức giận chừng mắt nhìn hắn, tạ cảnh hành khẽ mỉm cười. Điều này lại khiến La Tuyết Nhạn càng ưa thích. Hôn sự này không thể thay đổi, chỉ có thể an ủi bản thân. Ai ngờ gặp Duệ Vương, cảm thấy hắn không tệ, cảm giác vui mừng tăng lên. Nhìn cách hắn và Thẩm Diệu tương tác, cảm thấy như một cặp đôi trẻ yêu nhau. Nữ nhi của mình trước giờ lạnh lùng, giờ lại bộc lộ tính cách trẻ trung trước mặt Duệ Vương. Duệ Vương cũng đối với Thẩm Diệu rất sủng nịch. Có lẽ hôn sự này chính là thiên duyên. Duệ Vương trong mắt La Tuyết Nhạn đã vượt xa Phó Tu Nghi và La Lăng. Đang lúc đó thẩm khâu lại gọi lên, ba tháng. Rõ ràng tứ hôn thánh chỉ mới hạ gần đây. Người rõ ràng nói dối, lẽ nào người biết trước, ba tháng trước đã biết muốn cưới muội muội Còn nữa, làm sao người biết muội muội nhỏ bé, giá y không hợp sẽ không mặc đẹp. Thẩm diệu cũng nhìn tạ cảnh hành, muốn nghe hắn giải thích thế nào. Tạ cảnh hành bình tĩnh trả lời, ba tháng trước trên đường vô tình nhìn thấy kiều kiều, khi đó đã quyết định nếu không phải nàng thì không cưới ai. Hoàng Huynh chỉ bảo ta đưa giá y cho cô nương yêu dấu, không yêu cầu cưới xong mới đưa. Đơn giản là vì cưới nàng. Nói đến đây, giọng hắn đầy sung sướng, nhìn thẩm khâu như mười phần khiêu khích. Thẩm khâu không phải đối thủ của tạ cảnh hành. Mấy câu nói của tạ cảnh hành lại làm cho hắn tự bôi xấu mình. Về việc nhỏ bé, tạ cảnh hành mỉm cười, hữu tâm tìm, tổng có thể tìm tới. Hắn ra hiệu cho thiết y tiến lên. Thiết y nhanh chóng ôm một chiếc dương lớn vào, đặt lên bàn. Chiếc dương lớn, làm bằng gỗ hương, từ trong đó bay ra hương thơm như có như không, nghe thấm vào lòng. Mọi người vây quanh bàn, nghĩ rằng giá y chắc chắn ở trong đó. Dù là thẩm diệu xưa nay vốn bình tĩnh, cũng không khỏi có chút chờ đợi. Kiếp trước, giá y của thẩm diệu là nàng tự theo, từng mũi kim đường chỉ đều đong đầy kỳ vọng cho cuộc hôn nhân với phó tu nghi. Nàng muốn chiếc giá y phải thật lộng lẫy, rực rỡ, bởi vì đối với nữ tử, khoảnh khắc đẹp nhất đời người chính là khi làm tân nương. Nhưng phó tu nghi lại yêu cầu đơn giản, không thích sự phô trương. Nàng đành thu lại mong muốn lộng lẫy, theo giá y đơn giản, mộc mạc. Dù vậy, thẩm diệu vẫn rất mong chờ tương lai, nàng đã nghĩ ra một cách đặc biệt trên nền váy đỏ nàng thêu những bông hoa tịnh đế liên bằng sợi tơ đỏ sậm và thêu điểm hoa đào trên lớp lụa mỏng bên trong những họa tiết này rất tinh tế khó ai có thể nhìn thấy nàng cảm thấy rất tự hào về sự tinh tế này và dự định đêm động phòng sẽ hỏi phó tu nghi xem liệu hắn có nhận ra những chi tiết đặc biệt này không nàng hy vọng phó tu nghi sẽ thấy nàng thông minh khéo léo và từ từ yêu thương nàng nhưng cuối cùng đêm tân hôn nàng chờ suốt cả đêm trong tân phòng nhìn nến đỏ chảy khô lòng nàng lạnh lẽo và phó tu nghi không đến sáng hôm sau nàng mới biết phó tu nghi uống say và ngủ lại ở thư phòng một đêm không ngủ nàng mơ màng bêu xấu trước mặt hoàng đế và hoàng hậu khiến phó tu nghi càng không vui sau đó phó tu nghi lạnh nhạt với nàng suốt hai ba tháng trước khi tiếp xúc lại chiếc giá y đó trở thành biểu tượng cho sự đau khổ của nàng từ đêm tân hôn bị oan ức hàng loạt oan ức khác cũng ập đến thẩm diệu luôn nghĩ rằng nếu một người đối xử tốt với người khác người kia sẽ dần dần cảm động nhưng phó tu nghi lại là ngoại lệ hắn không những không cảm động mà còn ghét bỏ nàng những chi tiết tinh tế tâm tư thiếu nữ của nàng dành cho giá y đó cuối cùng không ai biết câu hỏi phu quân người nghiêm túc nhìn giá y của ta có phát hiện điều gì không suốt đời nàng không có cơ hội hỏi người mà nàng muốn khoe giá y cũng không bao giờ để ý đến nó trong khi thẩm diệu đang lạc vào những ký ức đau buồn tiếng thét kinh ngạc của la đàm kéo nàng trở lại hiện tại la tuyết nhạn cẩn thận lấy chiếc giá y từ trong dương để mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc giá y được làm từ loại vải đỏ thẫm tuyệt đẹp sợi tơ tinh tế được tú nương giỏi nhất cắt may vải đỏ lấp lánh ánh kim tạo nên vẻ lộng lẫy, sang trọng. Áo khoác ngoài thêu hoa hồng, kim long uy vũ, thải phự mông lung, tất cả đều được tô điểm bằng đá quý nhỏ. Váy đỏ, quần đỏ, màu sắc thuần khiết, nhẹ nhàng như tiên. Những chi tiết hoa sen thêu trên bào giác mang ý nghĩa cát tường. Khăn quảng vai, con cháu túi, tiền đặt cọc ngân, kính chiếu yêu, thiên quan tỏa đều được trang trí tinh xảo. Đặc biệt là chiếc phượng quan đỉnh đầu nạm vàng, khảm đá quý, mỗi viên đá quý lại được bao quanh bởi chân châu, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ. La Tuyết Nhạn cầm chiếc phượng quan nặng trịch, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Dù Duệ Vương có diễn trò, làm đến mức này cũng khiến người khác kinh ngạc. Chiếc phượng quan này sánh ngang với Hoàng hậu, La Tuyết Nhạn cảm thấy không thích hợp cho thẩm diệu. Duệ Vương cười, phu nhân yên tâm, phượng quan này Hoàng Huynh đã biết chúng ta chỉ có hai huynh đệ, Kiều Kiều gà vào hoàng thất, cũng là người trong hoàng thất. Phượng Hoàng mà thôi, nàng đeo được. Thẩm tín suy ngẫm nhìn Duệ Vương. La Tuyết Nhạn còn định nói gì đó thì La Đàm đã kêu lên, đẹp quá, giày theo kìa. La Đàm lấy ra một đôi giày theo nhỏ xinh, màu đỏ, theo phượng hoàng và trang trí bằng đá quý. Đế giày cũng theo hoa sen, mang ý nghĩa bộ bộ sinh liên. Đặc biệt, dày còn có hai viên nam hải giao châu quý giá thẩm diệu sững sờ nam hải giao châu rất quý đến mức từ hiền phi cũng chỉ có một viên vậy mà trước mắt lại có hai viên chỉ để đặt dưới lòng bàn chân thẩm tín trầm ngâm một lúc chậm rãi nói người có lòng rồi như vậy phô trương như vậy tinh xảo giá y này có thể nói là độc nhất vô nhị trong toàn bộ minh tề Duệ vương vốn không cần phải làm đến mức này, nhưng hắn đã làm. Điều này sẽ khiến thẩm diệu khi xuất giá không phải chịu sự trào phúng, mà là sự ngưỡng mộ. Duệ vương mỉm cười, kiều kiều vui là tốt rồi. Thẩm diệu giật mình, nhìn vào chiếc phượng quan, khăn quàng vai tinh xảo, đôi giày theo đỏ lộng lẫy, nàng nghĩ, mặc lên những trang phục này, chắc chắn sẽ vô cùng phong quang. Kiếp trước, nàng chưa từng mặc qua y phục hoa lệ như vậy. Khi gả cho Phó Tu Nghi, y phục của nàng luôn giản dị, mộc mạc, bởi vì đó là thói quen của Phó Tu Nghi. Sau này, khi Phó Tu Nghi lên ngôi, nàng trở thành con tin của tần quốc, càng không thể mặc y phục hoa lệ. Khi trở lại, trong cung đã có mi phu nhân xinh đẹp, thông minh, nàng cảm thấy mình tự tìm đắng ăn. Sau đó, làm hoàng hậu, nàng phải mặc trang phục đoan trang, đại khí, những màu sắc nặng nề, kiểu dáng nghiêm chỉnh. Dù đang ở tuổi thanh xuân, so với mi phu nhân, nàng trông như già hơn rất nhiều. Nàng tính ra, thời kỳ thiếu nữ của nàng thực sự kết thúc từ đêm gả cho Phó Tu Nghi, từ đó chỉ còn lại nỗi đau khổ, bị ép phải trưởng thành sớm. Tạ Cảnh Hành có phải là người mà ông trời phái đến để giúp nàng hoàn thành tâm nguyện kiếp trước không? Thẩm Diệu bật cười trong lòng, dường như những tiếc nuối của nàng, Tạ Cảnh Hành đều vô tình giúp nàng bổ khuyết. Có lẽ đây cũng là một loại số mệnh an bài sau khi nhìn thấy giá y ngay cả thẩm khâu cũng không còn lời nào để nói nếu đổi lại là thẩm khâu hắn cũng không thể làm ra một giá y tinh xảo đắt tiền như vậy duệ vương có thể làm được bởi vì hắn là duệ vương thẩm khâu nhìn về phía thẩm diệu nếu thẩm diệu gả cho một người như vậy cả đời có thể hưởng vinh hoa phú quý nếu tính tình duệ vương thật sự tốt như vậy thì đời này thầm diệu cũng đáng giá. Nói chuyện thêm một lúc, La Tuyết Nhạn nhiệt tình mời Duệ Vương ở lại ăn cơm. Duệ Vương không từ chối, cười nói, ta muốn cùng Kiều Kiều nói vài câu riêng tư, không biết phu nhân có đồng ý không? Thẩm Khâu lập tức cảnh giác, ngươi muốn nói gì với muội muội ta? Nói với ta cũng được. Đi, chúng ta ra sân luận bàn hai chiêu. La Tuyết Nhạn kéo tay Thẩm Khâu, dẫn hắn sang một bên, ngươi nói lung tung gì vậy duệ vương làm sao có thể cùng ngươi thô bạo khoa tay để kiều kiều dẫn duệ vương vào trong nhà nói chuyện đi đừng nói lâu quá lát nữa ăn cơm thẩm diệu và thẩm khâu đồng thanh mẹ mẹ có còn nhớ ai là con ruột của mẹ không la tuyết nhạn càng nhìn càng thấy duệ vương tốt đường đường là thân vương đại lương muốn nói chuyện với thẩm diệu mà còn xin phép rõ ràng là người biết lễ nghĩa La Tuyết Nhạn đang muốn để Thẩm Diệu và Duệ Vương có nhiều thời gian ở bên nhau. Hai người ánh mắt mờ ám, nữ nhân hiểu rõ nhất lòng dạ nữ nhân. Thẩm Diệu rõ ràng có chút ý tứ với Duệ Vương, nhưng lại không chừng la lăng, Tô Minh Phong hay Phùng Tử Hiền. Đúng là oan gia ngõ hẹp như trong chuyện cổ. La Tuyết Nhạn vui vẻ đi phân phó nhà bếp. Thẩm Diệu cũng cảm thấy hơi bối rối, nhưng vẫn liếc nhìn tạ cảnh hành, nói, ngươi theo ta đến phòng ta thẩm khâu muốn đi theo nhưng thẩm diệu quay lại nói đại ca ngươi đừng đi thẩm khâu không thể tin nổi muội muội khâu biểu ca là đàm kéo áo thẩm khâu hai người họ nói chuyện riêng ngươi là đại nam nhân đi theo làm gì nàng nhìn la lăng ngươi muốn luận bàn tìm lăng biểu ca đi la lăng cười khổ nhưng vẫn nói biểu ca muốn luận bàn ta tự nhiên phụng bồi Thẩm khâu hôm nay bị các nữ nhân trong nhà bài xích, trong lòng oan ức cực kỳ. Thẩm diệu tương lai gà, hắn đương nhiên muốn thử thách kỹ càng duệ vương, sao có thể dễ dàng bị những lời ngon ngọt lừa gạt. Hắn nhìn về phía thẩm tín, cha, có nên dễ dàng buông tha hắn. Thẩm tín trầm ngâm, nhìn thẩm khâu, ăn cơm xong, ngươi cùng hắn luận bàn một hồi, xem võ công của hắn ra sao. Thẩm khâu vui mừng, đồng ý, được hắn phải để Duệ Vương biết rằng, nữ nhân thẩm gia không dễ cưới. Thẩm Diệu dẫn tạ cảnh hành về phòng mình. Bạch Lộ và Sương Hàng đang cùng các tiểu nha hoàn chuẩn bị hoa cỏ trong sân, nhìn thấy Thẩm Diệu dẫn một đại nam nhân về, đều sợ hết hồn. Cốc Vũ và Kinh Chập Thỉnh An Duệ Vương, các nha hoàn mới hoàn hồn, dồn dập hành lễ. Thẩm Diệu trực tiếp dẫn tạ cảnh hành vào khuê phòng. Nàng cũng không sợ bị người nhìn thấy, dù sao Tạ Cảnh Hành đến phòng nàng không phải lần đầu tiên, thường xuyên đến uống trà ăn điểm tâm, Thẩm Trạch ai cũng quen với điều này. Vừa quay đầu lại đã thấy Tạ Cảnh Hành đánh giá xung quanh, không khỏi bực mình, không phải lần đầu, có gì đáng xem. Nhưng là lần đầu từ cửa chính vào. Tạ Cảnh Hành cười, ngồi xuống trước bàn, nhìn nàng, cửa chính vào cảm giác không tệ. Thẩm Diệu chào phúng, người đang oán giận trước kia không có danh phận. Đến không danh chính ngôn thuận sao? Thông Minh, Tạ Cảnh Hành uống trà. Đó là chính ngươi tự đến, không ai mời ngươi. Thẩm Diệu nghiến răng. Tạ Cảnh Hành cười híp mắt nhìn nàng, phu nhân đối với ta rất tốt, biểu tỷ cũng không tệ. Thẩm Diệu trong lòng lừa một cái, đó là bởi vì các nàng đều chưa từng thấy Tạ Cảnh Hành tàn bạo một mặt, nếu như thấy thì sẽ không đối xử tốt với hắn như vậy. Nàng hỏi Ngươi có lời gì muốn nói với ta? Lần trước nhờ ta điều tra sự việc, ta đã giúp ngươi điều tra xong rồi. Tạ cảnh hành nói. Cha sự việc, thẩm diệu mấy ngày nay quá bận, tự mình cũng đã quên việc nhờ tạ cảnh hành điều tra, liền nghi ngờ hỏi, việc gì? Tạ cảnh hành mắt sáng lên, tin tức về bùi lang. Thẩm diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới mấy ngày nay bùi lang đều chậm chạp không có tin tức, lúc này đúng là chân tâm lo lắng liền hỏi, cha được gì rồi? Hắn có phải gặp vấn đề gì không? Người rất lo lắng cho hắn. Tạ cảnh hành nhíu mày. Hắn là người làm việc cho ta. Thẩm diệu cao mày. Được rồi. Tạ cảnh hành nhún vai, hắn hiện tại không tốt lắm. Phó tu nghi tự hồ đã phát hiện ra thân phận của hắn, đem hắn nhốt vào địa lao định vương phủ, dùng nghiêm hình tra tấn để ép hắn nói ra chân tướng thẩm diệu cảm thấy tim hơi thắt lại nói hắn vẫn còn sống chứ phó tu nghi chưa có được câu trả lời mong muốn sẽ không dễ dàng để hắn chết tạ cảnh hành nói dứt lời lại nhìn chằm chằm thẩm diệu nói ngươi tựa hồ không lo lắng hắn sẽ bán đứng ngươi hắn sẽ không thẩm diệu trả lời chắc nịch tạ cảnh hành hơi nhíu mày thẩm diệu nghĩ bùi lang người này tuy rằng có lúc quá mức lý trí Lý trí đến không có tình người, nhưng tại trung thành lại luôn không cách nào để người khác soi mói. Hắn kiếp trước vì phó tu nghi làm việc, luôn trung thành với phó tu nghi. Bùi Lang tài hoa hơn người, sau đó Chu Vương đám người cũng từng muốn kéo hắn từ tay phó tu nghi về phía mình. Khi đó Chu Vương bọn họ chiếm thượng phong, có thể cho Bùi Lang nhiều hơn phó tu nghi, nhưng Bùi Lang vẫn không lay động. Bùi Lang là một người có nguyên tắc, và nguyên tắc đó cao hơn tất cả trong lòng hắn. Như kiếp trước, hắn phụ tá Phó Tu Nghi, hắn tận tâm tận lực giúp đỡ Phó Tu Nghi ngồi vững vị trí, đem tất cả người bên cạnh Phó Tu Nghi có thể lợi dụng hết thảy đều lợi dụng, kể cả nàng. Tuy sau đó vì Phó Minh cùng Uyển Du, Thẩm Diệu quỳ xuống cầu xin Bùi Lang hỗ trợ, nhưng Bùi Lang vẫn không bị lay động, thậm chí trơ mắt nhìn Thẩm gia diệt vong, có lẽ còn góp một phần vào đó. Nhưng đối với sự trung thành của Bùi Lang, Thẩm Diệu chưa từng hoài nghi. Nói đến, Phó Tu Nghi thiếu kiên nhẫn ứng phó nàng, sau khi kết hôn đối với Thẩm Diệu cũng nhiều là lạnh nhạt, ngoại trừ tình cờ quan tâm thăm hỏi, cho thấy tự làm trượng phu trách nhiệm ở ngoài, phần lớn thời gian đều là Thẩm Diệu một mình ở định vương phủ. Thẩm Diệu muốn chiếm được niềm vui của Phó Tu Nghi, biết Phó Tu Nghi coi trọng nhất chính là Bùi Lang, nàng hướng về Bùi Lang lĩnh giáo, hy vọng có thể để Phó Tu Nghi đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Bùi lang cũng thực sự kiên nhẫn dạy nàng, chưa từng có lúc nào thiếu kiên nhẫn, thẩm diệu hiểu rõ cách cục minh tề, phần lớn không chỉ nghe từ Phó Tu Nghi, mà còn từ Bùi lang chỉ dạy. Bùi lang là thầy nàng tại Quảng Văn Đường, cũng coi như là thầy nàng tại Định Vương Phủ. Vì lẽ đó, thẩm diệu sẽ không hoài nghi Bùi lang bán nàng. Phó Tu Nghi thủ đoạn đa dạng, thẩm diệu hiếm thấy biểu hiện ra một tia lo lắng, đặc biệt là đối với kẻ phản bội hắn. Một khi phát hiện, hắn vĩnh viễn không để lại tín nhiệm, cuối cùng sẽ đích thân xóa bỏ. Bùi lang nếu đã bị hắn phát hiện, bây giờ làm thế nào cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Phó tu nghi có thể giữ lại tính mạng của hắn, nhưng không có nghĩa là không làm chuyện khác. Nếu hắn bị làm tổn thương nghiêm trọng, thẩm diệu dung minh. Phó Tu Nghi đối xử thế nào với kẻ phản bội, Thẩm Diệu đã tận mắt chứng kiến. Địa Lao là nơi ra sao, Thẩm Diệu cũng đã thấy tận mắt. Có lẽ từ lúc đó, Thẩm Diệu đối với Phó Tu Nghi, ngoài ái mộ còn có một phần kinh hoàng cùng e ngại. Người trước mặt ôn hòa ẩn nhẫn, nhưng trong lòng lại độc ác, thực sự khiến người khó có thể không sinh ra hàn ý. Tạ Cảnh hành ánh mắt sắc bén, làm sao ngươi biết hắn đối xử thế nào với kẻ phản bội? Nếu là lúc trước, Thẩm Diệu cũng sẽ nghe ra tạ cảnh hành trong lời nói không đúng. Nhưng hiện tại, nàng tâm tư không ở đây, liền cũng không kịp nhớ lại những điều này. Suy nghĩ một chút, nàng nhìn về phía tạ cảnh hành, nói, người có cách cứu hắn ra chứ? Tạ cảnh hành thu hồi tay uống trà, nói, lý do. Thẩm Diệu nhìn hắn, ánh mắt của hắn sắc bén, không chút nào lùi bước, khiến lòng người co rúm lại. Bởi vì không có lý do để khoanh tay đứng nhìn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.